chưa, này còn 2 cây chưa, cao tốc bao giờ mới về được, 3 làn nhá, 2 làn nữa. Bao giờ mới ra được cái này, ra bao giờ ra được đến 10 đúng không? Đây. Ôi giời ơi, chỗ này mình ra làm sao đi làm sao được. Thế mấy cây số. Này mèo, hàng 2, hàng 3 cái này đến bao giờ mới ra được. Như kia. Nó rẽ lên cao tốc đấy. Bao nhiêu xe dồn hết về đây thì trăm sông dồn về một biển này. Chỗ này còn tắc ở cái chỗ cầu kia nữa kìa, cầu B49 nhỉ. Chỉ có 200 bạc thôi mà dồn đến bao giờ đúng không? À. Dồn đến bao giờ? Mày lặng giờ về nhà. Đây bọn tuần đường đây này, bọn đấy đây này nó cũng ra rồi này. 9-10 giờ. Đông quá. Đông quá.